Quăng lưới bắt quỷ. Cả đời làm nghề đánh cá mà ta chưa thấy bữa nào như bữa nay. Lưới kéo lên mấy lượt đều nhẹ tên, chả có con tôm con cá nào cả. Thôi, quăng thêm mẻ nữa, nếu vẫn không có gì thì về vậy. Ấy chà chà, nặng thế này chắc là cá to rồi. Ồ, là một chiếc bình. Đây chắc là cổ vật của con tàu nào đó đã bị đắm từ lâu lắm rồi. Hôm nay không có cá, nhưng lại vớt được cái này. Đem ra chợ bán, cho mấy tiệm mua đồ cổ cũng được ít tiền. Ồ, có chuyện gì mà tự nhiên biển động thế này? Ủa, sao lạ vậy ta? Sao tự nhiên cái bình bỗng trở nên nặng trịch thế này? Còn làm thuyền chồng chênh nữa. Để mình mở ra coi xem bên trong có cái gì. Chà, chặt quá. Hả? Hừ, cái bình đã giam cầm ta mấy trăm năm đằng đẵng, thiệt là ngứa ngáy chân tay hết sức. Thì ra ngài là một vị thần ngủ trong cái bình cổ này. Chẳng hay ngài ở trong đó được bao lâu rồi? Ngươi còn hỏi ta bao lâu hả? Hàng mấy trăm năm rồi. Ta vốn là siêu thần, một thời tung hoành ngang dọc trên trời dưới biển. Nhưng Thượng Đế đã trừng phạt ta vì đã gây hại nhiều người dân. Hắn đã nhốt ta vào trong cái bình kia rồi ném xuống biển. Ra là ngài bị Thượng Đế trừng phạt. Người biết không, ta ở trong bình tối tăm ngột ngạt, vô cùng khổ sở. Nên lúc đầu ta đã lập lời nguyền: nếu ai giúp ta thoát ra khỏi cái bình này, thì ta sẽ hóa phép, ban cho vô số vàng bạc châu báu. À, thật vậy sao? Nhưng rồi ta đã chờ đợi 100 năm, rồi 200 năm, 300 năm mà vẫn không kẻ nào thèm đoái hoài bớt ta lên hết. Vậy là hôm nay lão đã thỏa lòng mong ước của ngài rồi đó. Muộn rồi, mấy trăm năm thiên hạ bỏ mặc ta sống khổ sống sở, ta nguyền rủa tất cả, oán hận tất cả. Ta đã nguyền rằng ta mà ra được khỏi cái bình này thì kẻ đầu tiên ta gặp, ta sẽ ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Trời, mình thật là đen đuổi. Tự nhiên đi cứu kẻ bất nhân này, phải làm sao bây giờ? Sao ngài lại làm vậy? Tôi đã giúp ngài thoát khỏi chốn tù đài, ngài không cảm ơn thì thôi, sao lại tính chuyện hại tôi? Ơn nghĩa cái gì? Ta ngồi trong đó hơn 300 năm mà không kẻ nào cứu vớt ta, thử hỏi ơn nghĩa gì nữa? Thế nên ta phải hành hạ các ngươi cho hả giận. Ngươi là đầu tiên chịu số phận đó. Thôi được, nếu số trời đã định như vậy thì tôi đành chịu chứ biết làm sao. Nhưng ngài có phịa chuyện không đấy? Tôi không tin vào phép thuật của ngài. Cái gì? Phép thuật của ta vô địch, tại sao ngươi lại không tin chứ hả? Tôi làm sao mà tin nổi? Ngài ở trong cái bình này với một thân hình đồ sộ như thế, cái lão già này ngu hít chỗ nói, đã bảo phép thuật mà lại. Thôi được, ngươi chống mắt lên mà coi, ta quá phép chui vào trong bình cho mà xem. Lão già bíp bóp, mau thả ta ra, thả ta ra. Phải chi mi biết ăn năn hối hận, bỏ ác làm lành, thì bây giờ ngươi đã được bay dãy giữa bầu trời bao la bát ngát kia rồi. Ngươi đúng là xứng đáng phải tiếp tục bị trừng phạt nữa. Hoàng tử lừa. Ngày xưa, có một ông vua và hoàng hậu sống trong giàu sang sung túc, muốn gì cũng có, chỉ duy một nỗi không có con. Cuối cùng trời thương tình, thuận cho sinh được một mụn con, nhưng nó chẳng giống những đứa trẻ khác, mà lại là một con lừa. Sao lại thế này chứ? Sao có thể là con lừa chứ? Sao tôi lại khổ thế này? Nếu trời cho vậy thì nó phải là con của ta và là người thừa kế ngai vàng sau khi ta khuất núi. Nó sẽ đội vương miện trên đầu.
đấy là món quà của Thượng Đế ban tặng các ngươi. Các ngươi hãy yêu thương chăm sóc lấy nó. Lớn lên, nếu nó chiếm được tình cảm chân thành từ ai đó ở phương xa, thì nó sẽ thoát khỏi kiếp thân lừa. Trời ơi, My làm sao mà học được? Nhìn kìa, ngón chân My sinh ra đâu phải để đánh đàn. Nó to ơi là to. Ta chỉ sợ dây đàn không chịu nổi. Tôi nhất định học được. Bác cứ dạy cho tôi đi. Ngài hãy cứ dạy đàn cho nó đi. Bằng niềm yêu thích và sự chăm chỉ học đàn, cuối cùng chú Lừa cũng chơi đàn hay như người nhạc sĩ. Và rồi một ngày, được sự cho phép của nhà vua và hoàng hậu, Lừa đi ngao du thiên hạ để mở mang tầm nhìn. Cuối cùng, Lừa quyết định dừng chân tại một vương quốc xa xôi. Chúng tôi là khách phương xa, xin hãy mở cửa cho chúng tôi vào với. Tâu bệ hạ, ngoài cổng hoàng cung có một con lừa đang ngồi gảy đàn. Nó chơi hay như một nhạc sĩ lang thang cừ khôi. Có chuyện lạ vậy sao? Vậy thì hãy mau mở cổng cho nhạc sĩ lang thang vào xem thế nào. Người gảy được đàn như một nhạc sĩ cừ khôi thật ư? Hãy gảy lên cho ta nghe xem nào. Hay lắm, ta sẽ nhận nuôi con lừa này. Người đâu? Mau dẫn nó vào ăn cùng đám gia nhân, kẻo nó bị đói, để rồi nó lại đàn cho ta nghe. Tôi không phải là loại lừa vẫn nhốt trong chuồng, tôi là loại lừa quý tộc. Nếu thế thì cho nó ăn chung với lính tráng. Không, tôi thích ngồi bên cạnh nhà vua. Vậy là chú lừa được mời ở lại hoàng cung. Chú đem lại niềm vui rộn rã cho cung điện, nên nhà vua rất quý mến. Nhưng rồi một ngày, cậu lại muốn trở về nhà. Thưa đức vua, tôi ở đây cũng lâu, nay đến xin được cáo từ hoàng cung để trở về nhà. Sao vậy? Nơm mi buồn rười rượi, hãy ở lại bên ta. Ta cho mi tất cả những gì mi muốn. Có thích vàng không? Không. Thì mi có thích ngọc ngà, châu báu không? Không. Thì ngươi muốn gì? Ta cho ngươi nửa giang sơn này đấy. Thì có ưng. Điều tôi muốn nhất có lẽ tôi phải chôn chặt. Vì tôi mang thân phận một con lừa, tôi không xứng đáng mơ tưởng đến nàng. Xin cáo biệt, hãy khoan đi. Lẽ nào chàng đi như vậy mà không biết đến một người vì chàng mà buồn bã và đau khổ lắm sao? Cha, con thật sự yêu thương chàng lừa, mong cha hãy tác thành cho chúng con. Con nói gì? Sao con lại yêu một con lừa như thế? Cả vương quốc này sẽ cười vào mặt ta. Ngươi hãy mau đi đi. Ta chỉ thích ngươi vì ngươi biết đánh đàn mua vui cho hoàng cung. Còn lấy con gái của ta ư? Ngươi đừng có mơ. Con xin cha, xin đừng ngăn cách chúng con. Con thật sự không thể sống thiếu chàng. Nhờ tình yêu chân thành của công chúa, lời nguyền đã được hóa giải. Chàng hoàng tử đã thoát khỏi hình hài một con lừa. Nhà vua đã giúp chàng đốt đi tấm da lừa. Từ đó, chàng và công chúa sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Chàng cơm cháy. Ngày xưa, ở một ngôi làng nghèo khó, có một chàng trai trẻ siêng năng và hiếu thảo. Chàng sống cùng bà nội từ nhỏ. Mỗi lần nấu cơm, chàng thường để cho bà phần cơm dẻo, còn mình chỉ ăn những miếng cơm cháy cùng nồi. Chính bởi vậy, người trong làng thường gọi chàng là chàng cơm cháy. Chàng làm rất nhiều công việc chỉ để kiếm tiền nuôi bà. Một ngày nọ, chàng ra sông và câu được 3 con cá lớn. Mày đúng là đáng chết.
Coi như hôm nay tao hóa kiếp cho mày. Xin hỏi anh, chú mèo này mắc tội gì mà bị trói thế kia? Nó ăn vụn cơm của ông địa chủ, thấy có đáng chết không chứ? Có lẽ là nó đói quá thôi, anh đừng giết nó tội lắm. Không được, chủ tôi đã ra lệnh rồi. Hay anh cầm số cá này cho đổi cho tôi con mèo được không? Thôi được, nể anh lắm tôi mới đổi đây nha. Thế là chú mèo đã may mắn được chàng cứu sống. Chàng còn cứu thêm một chú chó khỏi bị chôn sống cũng bằng những con cá tươi ngon mà mình câu được. Kể từ đó, chó và mèo sống cùng chàng cơm cháy. Chàng đối xử với chúng như những người bạn thân thiết. Trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi. Mày đi đâu đấy? Hả? Chuyện gì mà to đến thế này? Nếu để nó ở đây, e rằng sẽ bị thú rừng ăn mất. Không biết làm thế này có giống ấp trứng không? Em là con của Long Vương, may nhờ có anh chăm sóc nên em mới được nên hình hài này. Để cảm ơn ân tình này, xin tặng anh viên ngọc ước của Long Cung. Có nó, anh sẽ cầu gì được nấy. Cảm ơn em, Tiểu Long Thần. Con muốn lấy chàng trai tên là Cơm Cháy đó làm chồng ư? Vâng, thưa vua cha. Thần nghe nói cậu ta chỉ là một kẻ xuất thân nghèo hèn, là một gã nông dân không hơn không kém. Nông dân thì đã sao chứ? Chàng là một người hào hiệp, hơn nữa chàng đã rất giàu rồi đấy thôi. Nhưng thưa hoàng thượng, hắn cần chứng minh được mình là một người giàu có bậc nhất thì mới đủ để bù đắp cho những thân phận thấp hèn đó. Ta không cần điều đó, với ta chàng như hiện tại là đủ lắm rồi. Lời tể tướng nói có lý, vậy ý tể tướng ta nên làm gì? Thần nghĩ rằng nên làm như vậy. Ngày hôm sau, nhà vua cho gọi chàng Cơm Cháy vào cung. Nếu người có đủ vàng bạc để bắt thành một chiếc cầu nối từ Tư Gia tới hoàng cung, thì ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Điều này... Đào đâu ra lắm vàng bạc như thế chứ? Ta không để ngươi cướp mất công chúa đâu. Thần xin tuân lệnh, sáng sớm mai, thần sẽ bắt hai chiếc cầu làm bằng vàng và bạc đến hoàng cung. Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi làm thế nào. Sáng hôm sau, quả nhiên hai chiếc cầu vàng và đã xuất hiện khiến ai cũng sửng sốt. Nhà vua y lời đã hứa quyết định gả công chúa cho chàng Cơm Cháy. Điều này khiến cho tể tướng vô cùng tức giận. Tể tướng liền gài một tên cận thần vào làm công cho chàng Cơm Cháy để dò la bí mật. Hắn đã mang về thông tin về viên ngọc ước. Thì ra tất cả là nhờ một viên ngọc, chẳng trách hắn lại giàu có đến thế. Ngươi hãy đánh cắp viên ngọc đó về đây cho ta. Trong này có thuốc ngủ loại nặng, đêm nay hãy tiến hành ngay. Thần xin tuân lệnh. Có được viên ngọc ước trong tay, quan tể tướng lộ rõ giả tâm. Hắn hóa ra thật nhiều binh mã đánh chiếm hoàng cung và cướp đi ngôi báo. Nhà vua bị tống vào ngục, còn công chúa bị giam lỏng để chờ ngày thành hôn với hắn. Trong tay ta không có ngọc ước, làm sao có thể cứu được công chúa đây?
đậu chủ lâm nạn rồi, chúng ta phải giúp cậu chủ thôi. Nhưng mà cách nào? Tôi có thể đánh hơi ra vị trí của viên ngọc. Cậu sẽ đi lấy viên ngọc đó về cho cậu chủ. Được, hãy làm thế đi. Viên ngọc đang ở trong này đấy. Để tớ vào tìm. Sau khi lấy được viên ngọc, hai con vật trung thành tức tốc mang ngọc trở về cho chàng cơm cháy. Hãy thu hồi tất cả binh lính của tên tệ tướng, trả lại ngôi báo cho nhà vua. Nhà vua được trả lại ngôi báo, lập tức sai người bắt giữ tể tướng. Công chúa vui mừng khôn xiết khi được gặp lại chàng cơm cháy. Lễ cưới của chàng và công chúa diễn ra vô cùng vui vẻ. Chàng cơm cháy trả lại viên ngọc cho con trai của Long Vương. Từ đó, không ai còn thấy được viên ngọc đó nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!